Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 6, trang 5, trang 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Phần 1, câu hỏi và bài tập. Chương 1, vì sao phải học lịch sử? Bài 1, lịch sử và cuộc sống. A. Trắc nghiệm. 1. Hãy xác định phương án đúng. 1.1 lịch sử được hiểu là: A. Những chuyện cổ tích được kể truyền miệng. B. Tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. C. Những bản ghi chép hay tranh ảnh còn được lưu giữ lại. D. Sự tưởng tượng của con người về quá khứ của mình. Như vậy, lịch sử được hiểu là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Như vậy, câu 1.1 các em sẽ chọn là B. Rồi tiếp theo câu 2. Phân môn lịch sử mà chúng ta được học là: A. Môn học tìm hiểu lịch sử sự thay đổi của trái đất dưới sự tác động của con người. B. Môn học tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người từ khi con người xuất hiện cho đến ngày nay. C. Môn học tìm hiểu tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. D. Môn học được tìm hiểu những các câu chuyện cổ tích do người xưa kể lại. Như vậy, phân môn lịch sử mà chúng ta được học đó là môn học tìm hiểu về quá trình hình thành và phát triển của xã hội loài người từ khi con người xuất hiện cho đến ngày nay. Như vậy, 1.2 chúng ta sẽ chọn B. Tiếp theo câu 3. Hình 1 trang 9 sách giáo khoa giúp em hiểu biết về. Như vậy các em sẽ mở sách ra trang 9 sách giáo khoa hình 1 để chúng ta thấy rằng: A. Sự xuất hiện của máy tính điện tử trên thế giới. B. Sự thay đổi của các loại hình máy tính điện tử qua thời gian. C. Sự đặc điểm của các thế hệ máy tính điện tử. D. Sự thay đổi của máy tính điện tử qua thời gian. Đó chính là lịch sử phát triển của máy tính điện tử. Như vậy thì ở trong cái hình 1 trang 9 sách giáo khoa thì giúp em hiểu về sự thay đổi của máy tính điện tử qua thời gian, đó chính là lịch sử phát triển của máy tính điện tử. Như vậy 1.3 các em sẽ chọn là D. Rồi câu 4. 1.4 khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về: A. Quá trình hình thành và phát triển của trái đất. B. Các thiên thể trong vũ trụ. C. Quá trình hình thành và phát triển của loài người và xã hội loài người. D. Sinh vật và động vật trên trái đất. Thì khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về quá trình hình thành và phát triển của loài người và xã hội loài người. Như vậy 1.4 các em sẽ chọn là C. Rồi tiếp theo 1.5. Ý nào dưới đây không phản ánh đúng nghĩa của việc học lịch sử? A. Học lịch sử để biết được cội nguồn về của bản thân, gia đình, dòng họ và dân tộc. B. Học lịch sử để biết được quá trình tiến hóa của muôn loài. C. Học lịch sử để biết được quá trình hình thành và phát triển của mỗi ngành, mỗi lĩnh vực. D. Học lịch sử để đúc kết được những cái bài học kinh nghiệm của quá khứ phục vụ cho hiện tại và xây dựng tương lai. Như vậy, cái ý không phản ánh đúng nghĩa của việc học lịch sử đó là học lịch sử để biết được quá trình tiến hóa của muôn loài thì không đúng. Như vậy 1.5 các em sẽ chọn là B. Rồi câu 2, hãy xác định các câu sau đây đúng hay sai về nội dung lịch sử. A. Học lịch sử để hiểu được cội nguồn dân tộc, biết được công lao, sự hy sinh to lớn của ông cha ta trong suốt lịch sử dựng nước và giữ nước. B. Lịch sử tìm hiểu về quá khứ nhưng không có nhiều giá trị đối với hiện tại. C. Học lịch sử để hiểu về quá khứ và xây dựng xã hội hiện tại văn minh. D. Học lịch sử để biết được sự tiến hóa của sinh vật trên trái đất. Như vậy, các câu đúng về và sai về nội dung lịch sử là: câu đúng về nội dung lịch sử là câu A và câu C. Câu A và câu C. Và câu sai về nội dung lịch sử là câu B và câu D. Rồi tiếp theo phần tự luận B. Tự luận 1. Lịch sử giúp chúng ta hiểu biết những gì? Bản thân em biết được thêm những gì thông qua việc học tập lịch sử?
Thì lịch sử giúp chúng ta hiểu quá khứ, tìm về cội nguồn của chính bản thân, gia đình, dòng họ và rộng hơn là của cả dân tộc, nhân loại. Lịch sử còn giúp chúng ta đúc kết những bài học kinh nghiệm về sự thành công và thất bại của quá khứ để phục vụ hiện tại và xây dựng cuộc sống mới trong tương lai. Với bản thân em đã học được rất nhiều điều qua cái việc học lịch sử, như biết được cội nguồn của dân tộc ta, quá trình dựng nước và giữ nước của cha ông ta, và gìn giữ những cái nét văn hóa được ông cha ta để lại. Tiếp theo câu 2, với cá nhân em, hình thức học tập lịch sử nào khiến em hứng thú nhất, vì sao? Thì ở đây cô ví dụ, đối với cá nhân em, hình thức học tập lịch sử khiến em hứng thú nhất là học tập từ thực tế như dạy học tại bảo tàng, các khu di tích lịch sử, tìm hiểu lịch sử tại thực địa. Vì học tập từ quan sát thực tế giúp em hiểu sâu sắc hơn, dễ hiểu hơn và dễ ghi nhớ hơn. Rồi tiếp theo câu 3, em hãy giải thích vì sao Bác Hồ lại nói hôm nay gặp các chú ở đền Hùng có ý nghĩa to lớn vì vua Hùng là vị vua khai quốc. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Lời căn dặn này của bác nói lên điều gì về cái vai trò của lịch sử đối với cuộc sống hiện nay? Thì lời căn dặn của bác nói lên cái lịch sử dựng nước hào hùng của dân tộc gắn với công lao to lớn của các vua Hùng. Thông qua đó giúp chúng ta hiểu được rằng lịch sử đã có vai trò phục dựng lại quá trình lập nước từ thời các vua Hùng đến ngày nay. Chúng ta tự hào tiếp nối truyền thống đó, tự đúc kết những bài học kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống hiện tại và tương lai tốt đẹp hơn. Rồi tiếp theo câu 4 là hãy hỏi người thân để vẽ lại sơ đồ tập phả gia đình em khoảng 4 thế hệ và giới thiệu với bạn thông qua sơ đồ em biết điều gì về gia đình mình. Như vậy thì cái phần câu số 4 này các em sẽ về hỏi lại gia đình của mình và các em sẽ tự vẽ vào sơ đồ, vào vỡ cái sơ đồ tập phả của gia đình mình. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi sách bài tập lịch sử lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.